Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm kết sắt đang làm mưa làm gió trên thị trường và được săn đón liên tục do có thiết kế sang trọng và những tính năng vô cùng hiện đại. Với những bạn muốn sở hữu một chiếc kết sắt cỡ trung và có nhu cầu lưu trữ cũng không quá nhiều thì các bạn có thể chọn chiếc kết sắt cỡ vừa với cân nặng là 78,5 kg, cao 60, rộng 43,5 và sâu 38 cm. Bề mặt được làm mịn hoàn hảo đến từng mm, các cạnh viền được cắt cong mềm mại vô cùng kỳ công để các bạn có được trải nghiệm tối ưu nhất với sản phẩm. Toàn bộ bề mặt bên ngoài của kết sắt đều được phủ lớp sơn nano tĩnh điện. Các cả bốn chân được kê cao lên khỏi mặt sàn để bạn có thể tiện di chuyển khi sắp đặt trong nhà và vệ sinh nhà cửa. Bảng điều khiển vân tay kết hợp điện tử cũng chính là một điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của kết sắt Bofa này. Bề mặt bảng điều khiển được làm bằng kính cường lực cao cấp có khả năng chịu lực cao và chống cháy sức khi sử dụng. Bàn phím điện tử được thiết kế rộng rãi để bạn có thể dễ dàng thao tác. Bề mặt được mạ đồng khiến sản phẩm càng thêm phần sang trọng. Nút vặn mở khóa cũng được thiết kế vô cùng tinh tế với dạng tròn bằng thép chắc chắn. Bề mặt được mạ đồng cao cấp. Thiết kế bên trong cũng vô cùng ấn tượng với toàn bộ bề mặt được bọc một lớp da cao cấp và được thiết kế thành nhiều ngăn để bạn có thể lưu trữ nhiều đồ đạc hơn. Ngoài hai ngăn chính rộng rãi, kết còn có một ngăn kéo được chia thành các ngăn nhỏ để bạn đựng trang sức, đồng hồ. Kết còn được thiết kế vô cùng an toàn với cánh cửa dày đến 8 mm và hệ thống chốt khóa inox cao cấp. Như vậy, kết có khả năng chống van cắt đập phá vô cùng hiệu quả. Kết có khả năng chống cháy, chịu được nhiệt độ lên đến 1670 độ C trong vòng 2 giờ. Nút nhận diện vân tay có thể quét 360 độ cực kỳ nhanh và chính xác. Hệ thống điện tử cũng hiện đại không kém. Bạn có thể cài đặt mật khẩu với độ dài từ 3 đến 8 ký tự tùy theo ý muốn. Thao tác mở khóa nhanh chóng, gọn lẹ, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Các bạn cũng có thể liên hệ đến hotline 1900 989932 để được tư vấn miễn phí.